Thưa quý vị, mặc dù ngày mùng 3 tháng 5 mới là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, thế nhưng nhiều người dân đã bắt đầu quay lại các thành phố lớn sớm hơn dự tính để tránh ùn tắc giao thông. Có thể thấy tại các cửa ngõ ở Hà Nội, sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh đã tấp nập người trở về từ chiều ngày mùng 2 tháng 5. Ai nấy đều lỉnh kỉnh đồ đạc, nhiều người cảm thấy mệt mỏi sau quãng thời gian dài di chuyển. Vào chiều ngày 2 tháng 5, trên đoạn đường ngã ba Pháp Vân hướng vào trung tâm Hà Nội đã xảy ra tình trạng ùn tắc, dù còn một ngày nữa mới kết thúc kỳ nghỉ lễ kéo dài. Ông Đỗ Hoàng Long, người dân tham gia giao thông cho biết, gia đình ông di chuyển từ một rưỡi chiều tại Gia Viên Ninh Bình lên Hà Nội bằng xe riêng. Dù đã chọn khung giờ trưa, nhưng vẫn gặp cảnh tắc đường, phương tiện di chuyển chậm có thể thấy các phương tiện giao thông xếp hàng dài cùng đổ về các hướng trung tâm khiến cho khu vực này xảy ra tình trạng tắc nghẽn kéo dài cả km khiến cho tình trạng lưu thông diễn ra chậm chạp mặc dù dự đoán được trước tình hình giao thông tắc nghẽn sau kỳ nghỉ lễ và có mặt từ sớm tuy nhiên các lực lượng chức năng vẫn gặp khó khăn trong công đoạn điều tiết giao thông tại các cửa ngõ vào hà nội còn tại khu sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh, nhiều hành khách lựa chọn trở về thành phố Hồ Chí Minh sớm. Tuy nhiên, không xảy ra tình trạng ùn ứ quá tải. Dự kiến vào ngày mùng 2 tháng 5, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ đón gần 130.000 lượt khách, trong đó gần 62.000 khách đi và gần 68.000 khách đến. Ông Trương Tấn Hiếu thành phố Hồ Chí Minh cho biết Tôi quyết định sẽ quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh sớm hơn một ngày vì ngày mai chắc sẽ đông hơn rất nhiều. Hôm nay tôi thấy làm thủ tục khá nhanh, không phải mất thời gian quá lâu để chờ đợi. Tại đoạn km 1A qua cầu Mỹ Thuận, tỉnh Vĩnh Long xảy ra tình trạng tắc nghẽn cục bộ kéo dài, thời gian để một phương tiện di chuyển qua khỏi cầu mất hơn 5 phút, không ùn tắc như những dịp lễ Tết trước đây. Đến 17 giờ 20 phút ngày mùng 2 tháng 5, lượng xe máy ô tô qua cầu Cần Thơ khá nhiều, đặc biệt là công nhân, người lao động từ các tỉnh như Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu về các tỉnh thành như là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương. Tuy nhiên, không xảy ra tình trạng bị kẹt xe, tắc nghẽn giao thông. Hình ảnh người dân lỉnh kỉnh đồ đạc từ quê lên là hình ảnh khá quen thuộc sau những dịp nghỉ lễ dài ngày nhằm giảm áp lực giao thông trên các tuyến đường quay trở về các thành phố lớn. Người dân tham gia giao thông cần nâng cao ý thức chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông. Bên cạnh công tác phân luồng, ứng trực của lực lượng giao thông thì người dân cũng cần chuẩn bị lộ trình cũng như thường xuyên cập nhật thông tin giao thông để có thể tìm được tuyến đường đi thuận tiện nhất cho gia đình và bản thân.